Đức Phật dạy, có hai hạng người mạnh nhất, một là không tạo tội, hai là biết ăn năn, và nếu không có pháp sám hối thì tất cả đệ tử Phật không thể giải thoát. Nhờ sám hối nên vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch được giải thoát. Ông Trương Thiện Hòa sát sinh vô số cũng không đọa địa ngục vì biết hối hận. Có một điều đáng chú ý nhất là thân nghiệp và khẩu nghiệp thô tháo bên ngoài dễ trừ, duy chỉ có ý nghiệp, vì thế bên trong rất là khó diệt. Đến quả vị Phật mới hết tham sân si, do đó người phát đại tâm phải y cứ làm sám pháp đại thừa mới mong chóng diệt trừ được ba độc. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tử của Phật trên hội Hoa Nghiêm còn phải phát đại nguyện. Ngài nguyện sám hối mãi cho đến cùng tận đời vị lai. Nếu phiền não và nghiệp chướng của chúng sinh không cùng tận, thì sự sám hối của Ngài cũng sẽ không bao giờ cùng tận. Trong Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy, các vị Đại Bồ Tát lúc lập đạo tràng an cư từ 7 ngày cho đến 21 ngày đầu, sám hối nghiệp chướng. Trong Kinh Bảo Tích, Phật dạy, hàng ngày nên đảnh lễ danh hiệu 35 vị Phật trong kinh ấy mà sám hối nghiệp chướng. Trong luật pháp mà nhà nước ban hành thì người phạm tội mà biết ăn năn, sám hối cũng có thể được giảm nhẹ hình phạt. Vì sao phải sám hối? Sư ông Thích Nhất Hạnh có một bài kệ về sám hối như thế này. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói khi làm khi tư duy, đam mê hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng xin cầu bụi chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm dài trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Chúng ta mỗi một ngày đây, dù vô tình hay cố ý cũng đã gây ra bao nhiêu tội lỗi về thân, khẩu, ý, thì kể tới chi trải qua vô lượng kiếp thì làm sao mà biết được đã từng phạm lỗi gì ra sao. Vậy nên việc sám hối là điều thực sự rất nên làm. Sám hối có thể hết tội hay không? Sư ông Thích Nhất Hạnh có một bài kệ: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Sám hối đúng pháp sẽ hết nghiệp nhân xấu, sẽ giảm tiêu và nhẹ nghiệp quả xấu rất nhiều. Nghĩa là khi đã nhận rõ các lỗi lầm đã tạo ra, nhờ trí tuệ Phật Pháp soi rọi và nguyện từ bỏ việc ác mãi mãi, thì từ đây tội lỗi không còn bị chồng chất lên nữa, và những tội lỗi xưa nhờ đó mà được nhẹ bớt. Sám hối là tội tiêu hết hay là sạch hết tội hay không? Có một người thầy đã viết sám hối như hình ảnh, nước chảy, đá mòn. Có nghĩa là sám hối thì tội nó vẫn còn đó như cục đá kia, chứ đâu phải mất đi liền được đâu. Nhưng ngay khi lòng chúng ta thật tâm sám hối, cúi đầu lại hứa trừ lỗi lầm không tái phạm, trong mỗi lại chúng ta cúi đầu là quá khứ từ bỏ, không khởi niệm tương lai, chỉ sống ở phút hiện tại. Niệm trước không sanh, niệm sau không khởi. Dần dà, khi đủ định lực và sám hối thường xuyên thì cũng như nước chảy xuống một chỗ hoài. Năm này qua tháng nọ thì cục đá to cỡ nào cũng sẽ bị mòn đi, như là tội lỗi của chúng ta sẽ tiêu trừ và dần biến mất. Cũng như khi ta một nắm muối thì thấy mặn, khó ăn. Nhưng khi ta bỏ một nắm muối, 10 lít nước uống từ từ vài ngày thì ta không cảm thấy mặn nữa. Hay hơn nữa là bỏ vào một trong hồ nước lớn thì vị mặn ấy xem như không còn cảm nhận được nữa. Nếu như ai gặp thắng duyên mà sám hối từ bỏ được gốc rễ, tham, sân, si thì mãi mãi sẽ không còn khổ đau. Các nghiệp xấu chỉ là kết quả duyên nghiệp như một cơn gió thổi qua nhanh mà không trở lại nữa. Nên cùng với duy trì sám hối thì chúng ta làm những điều thiện phước như bố thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ thì tội chướng sẽ được tiêu giảm rất là nhanh.